Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về triển khai các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn, đồng thời đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về triển khai các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan liên quan thực hiện việc lập phê duyệt quy hoạch phương tiện vận tải, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, theo quy định tại khoản 1, khoản 6, điều 6 Luật Giao thông Đường bộ. Lập và công bố quy hoạch các bến xe, trạm dừng nghỉ, điểm đỗ xe, bãi đỗ xe, điểm dừng đón trả khách trên địa bàn, tiếp tục bố trí kinh phí và chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thành việc xây dựng đề án được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 148 ngày 27 tháng 1 năm 2014, đồng thời đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị, tổ chức kết nối hợp lý các ga đường sắt đô thị với các tuyến xe buýt và tuyến xe buýt nhanh.